Anh em ướt hết rồi. Làm xong nhà tắm xong rồi rồi sử dụng được rồi. Lanh kéo cái này ra đi, kéo cái đầu ngói ra cho chảy ra ngoài. Rồi, ok đấy. Cái này nó chảy ra ông ấy, chờ tôi đi. Lanh hỏi anh em trong ấy có cái gì là phải hô cấp cứu ngay nhá. Không đâu, nghe thấy tiếng kêu cứu đâu. Tí thiếu khí ở trong đấy. Kín lắm rồi đấy.
Có anh Xính với lại thằng Thịnh phải giữ liên lạc với nhau ấy nhá. Thi thoảng gọi nhau câu mà không nên nói gì thì còn còn mở gói ra đấy. Giống như nhà phía ở đây của em coi như hoàn thành không? Ơi, nước có chảy một phát toang luôn rồi à? Kinh nhỉ? Nó để dốc vào bên này của em nó chảy chảy một phát toang luôn. Cái... Cho xin cái tấm nào vào chỗ này để cho nước nó chảy ra ấy. Ngắm hết vào trong rồi rồi. Nước cần để xin này kéo ra sau tay đập không để đập nhanh quá. Nhìn tay, thỏ tay ra vẫy cái giờ cấp cứu. Bây giờ để cho hai anh em làm ở trong rồi thôi. Cần cái gì thì sẽ ném vào trong thôi. Thôi, người cần gì nữa? Đi rửa chân. Tỏ ngắp à, tỏ ngắp. Lấy cái gì đen à? Điện thoại á? Ờ, để huy động hết điện thoại hết pin rồi. Ê, của anh hết pin rồi. Đưa, giúp một ô phát. Nổ. Anh Sinh ơi, Sinh ơi. Hai cái này chia cho Thịnh một cái. Điện thoại để soi. Thế thì đưa tất cho ấy. Bật hết lên cho nó sáng. Hầu như là mấy ngày làm không ngày nào thoát là không mưa thì phải. Hôm nào cũng mưa một tí. Hôm nay thì mưa quá to. Chứ nhờ. Có phải từ hôm anh em mình làm hầu như không hôm nào thoát mưa đúng không? Đúng rồi, nhưng mà mưa to thì mưa. Hôm nay là mưa to nhất. Trời đang khóc thương cho con này sắp phải bị khai tử. Mưa. Chị ai chị này ở đâu? Nhà ở đâu? Châu. Hả? Đi xem châu à? Thế lại bên Hắng Tàu à? Mấy nơi châu sang đây là bắt thịt hết nhá. Chị Pâu thì chịu. Hả? Chị biết vài từ dễ thôi. Không biết được nhiều đâu. Mưa chưa? Cái ô đâu ấy nhỉ? Ôi, nước chảy. Mưa to quá. Vào không nha. Cha đi tắm à? Ừ rồi. Tranh thủ mưa đi tắm. Mai là bê nước vào trong cái tắm được rồi. Mai tắm ở trong kia. Mưa gió này. Đẩy trôi bao nhiêu cát rồi. Xong rồi, còn gì không? À có tí thôi. Thật tí thôi hết rồi. Úi dồi. Úi dồi. Em lấy cái bạc. Người kinh nhỉ. Lấy cái bộ bao ấy. Ô
thấy bạn này mới vui này. Lâu không có mưa hay sao ấy. Thôi đi vào trong nhà đi, mẹ không ốm hết lượt bây giờ. Đi vào đấy. Vào đi, có sấm đấy, xét đấy. Bình. Nước chảy, nước của suối này. Nước chảy ở nhà cha này. Thôi đi vào đi. Con trai với con gái nghịch với nhau. Tối nay lại có một bữa cơm dưới trời mưa ở trên bản lại vui rồi. Tối nay uống say nhá. Bác sao rồi? Sợ chú. Bác sợ gì? Sợ chú. Thế đi uống vừa vừa thôi. Ừ. Không thích uống á? À? Ừ. Thế tối nay làm bát thôi. Em uống bao nhiêu, anh uống được bấy nhiêu? Chơi không? Em một chai chưa say à? Em một chai chưa say á? Thế bé à? Thế bé. Ôi. Cứ là ai anh đâu cái tua, thế thì thế thì anh không uống được với em rồi. Thế một chai này được mấy bát, để chai này chắc phải 3 bát con. 3 bát thì chưa xong. Đúng rồi, thế thì siêu quá. Tao lâu không tối này thì bỏ kém. Anh chỉ uống được khoảng 2 bát thôi. 2 bát anh sướng quá. Hả? Sướng á? Sướng gì đâu? Ít than quá nhỉ? Ít than mình biết chín được không? Lấy thêm cái than ở đây gật sang. Nhiều than đây. Gạo nhiều này. Đấy bụi quá. À đậy nắp đó là bụi. Đỡ bụi. Em có đặt không đi? Đây. Với cái cục ở nhân kéo cục ra. Bỏ cái cục này ra em ạ. Này phải xoay nhiều thì mới chín được. Không chín đâu. À cô chờ cái lúc. Đi xong thì nồi măng hả? Măng. Ờ, nhiều nước quá. Ờ, thôi để làm canh cũng được. Dạ. Ờ, thôi để làm canh. Ờ, để làm. Thôi, kéo được rồi. Nào. Tránh. Chào, biết đi khơi nước để cho nó phải chảy vào nhà. À, cái chỗ kia, cái chỗ nước ngâm cái chỗ bể chân bể cái có sao không nhờ, là ấy nhỉ? Cái chân bể kia lúc anh ấy làm buổi chiều ấy. Không thì khơi bên kia không, khơi cho chảy đi, khơi cho chảy đằng sau ấy. Đưa cho nó cái cuốc. Khơi ra là chỗ đằng sau ấy cho nó chảy đi. Làm ống luôn này em. Không cần. Đây. Khơi đằng này thôi cho nó chảy đi thôi. Đây này, em moi cái chỗ đằng này cho nó thấp xuống cho nó chảy. Đây này, chỗ này này. Bổ chỗ này to ra như đừng bổ cái xi măng bổ bên đất này thôi. Đấy, sâu chỗ đấy xuống. Đây, chỗ này, tận đây kìa, chỗ này này. Rồi đấy sâu xuống. Sâu nữa xuống. Không cần rộng ra mà sâu xuống. Sâu xuống ấy, cuốc sâu xuống nữa. Đây anh đặt. Đây này.
sâu phần này xuống thì nó mới rút hết đi được. Cái đất không cần phải cào đi đâu vì đất này nó trôi nó nấp vào cái khe của cái bể phốt thì càng tốt. Chỗ này nó xi rồi. Ướt ngất mưa rồi. Tí lại tắm lại lần nữa nhá. Anh sẽ lắp bồn cầu luôn. Chắc là sẽ để dọc đúng không em? À để ngang đúng không? Ừ để ngang ngồi thoải mái mà. Cho cái sân giếng này nó là sân chậu tắm này cho nó rộng. Rơi vào dây điện á? À rột á? À ờ ờ, không sao tí. Đây bị đầy cái này về sửa lại. Quan trọng mỗi cái bể nước bên trong thôi, nó không bị nước chảy vào là được. Còn cái nhà tắm này thì không lo. Nhà tắm này chỉ cần tường chắc là được. Trừ đứng đây trông anh Lanh nhá. Trời mưa ẩm này làm đồ điện này phải có một người trông đấy. Thấy anh không có cử động gì là phải gọi người ngay đấy. Đợi là người chán đi tắm rồi à? Cha Yên đi phát. Chán chưa, mệt chưa? Mệt rồi. Có thích mưa để người tiếp không? Có. Thế mà kêu mệt, tiếp lại bẩn như con trâu rồi. Cởi hết ra mà tắm. Sao không cởi? biết xấu hổ rồi à? Đi bên ngoài thế á? Từ sao nó sạch được? Mở lắp kiểm tra xem là anh em có còn đông đậy không? Vẫn đang xì xào. Ui trong này đời sống cao quá nhở. Đây còn vừa làm vừa nghe nhạc này nữa. Tôi thì khoảng nhạc. Tường trong này thì như là tường karaoke rồi anh nhở. Được đấy. Trong bây giờ hiệu ứng âm thanh thì còn hay ấy chứ. Anh có thấy bên Thịnh như động tĩnh gì không đấy? À, chả thấy động tĩnh gì luôn. Ra mở lắp cho nữa. Anh cầm nhiều quần áo không? Tí anh mượn một bộ anh tắm phát. Thôi phải tắm bản phát chứ không thì chưa tắm bản phát nào. Mai công trình xong rồi. Lúc trời nó còn vừa bé này em cho ít xi si vào em bỏ hết vừa lên cho anh thì em xây cái này làm thôi. Chắc là ông An có tiết canh không hay chỉ thịt bình thường không? Để anh thịt nào? Bình thường thôi. Để anh ra tay thịt xem nào. Cha biết cái này để làm gì không? Không biết à? Thế làm xong cứ để đây thôi à? Con là không biết, biết rồi mà. À biết rồi, thế làm xong thì để đây, để vào đây chụp ảnh cho đẹp, nó check in thôi nhỉ. Nhà cha bây giờ. Chỗ này chụp ảnh liệu có đẹp không? Đẹp mà. Đẹp á. Anh tụi con mắt có thẩm mỹ không? Nhìn từ ngoài là xem nó có thấy cảm giác không? Sốc nó nghiêng đi thế nào? Anh nhìn cảm giác này như là nó hơi bị ngóc ra ngoài à anh? Ngóc ra ngoài? Ừ đúng rồi, nó hơi lai, cái đầu hơi lai ra một tí. Này. Tối nay thì
anh em sẽ tổ chức ăn tổng kết công trình sớm vì ngày mai nó còn một ít việc thôi, ngày mai sẽ làm nhanh thôi, không biết có tổ chức được không. Đây bọn trẻ con thì cho nó ăn cơm trước, còn mấy anh em lát nữa sẽ ăn sau. Hôm nay thì cũng chỉ có một con Ngan thôi để tổng kết thôi. Đấy, mấy đứa ăn đi nhá. Những nhân vật mà làm cho cái công trình thì nó vui lên rất nhiều đấy. Ông phải đợi cho răng lạc làm hạt lạc đó. Răng lạc đó. Lúc các bạn xem video thì cũng biết đấy, trời mưa rất là to và anh em thợ thì hôm nay là chui vào trong bể và đậy lắp lại, cố gắng làm trong chát cho nó đủ 3 lớp để cho nó gọn gàng cái bên trong lòng cái bể, còn ngày mai sẽ chát bên ngoài. Mình thì hôm nay bất đắc dĩ phải nhảy vào bếp mổ Ngan nấu cơm cho mọi người. Mới tội Ngan cắt tiết xong nó vẫn chạy, xít thì không vồ được. Mình với lại đội này nhảy vào vặt lông này. Không có đội này hôm nay hỗ trợ cho mình nấu ăn thì chắc là cũng không thành được. Giờ người này chắc gà Ngan chắc vẫn đang ổ. Tập này chắc vẫn đang đi tìm Ngan em ạ. Cha múc cho các em ấy một bát cái nước luộc Ngan đấy, cho nó chan, cho dễ ăn. Cái nước luộc Ngan rất nhiều ấy, múc cho nó một bát. Cháy rồi. Đây, bí thư. Đấy, bí thư chi bộ nọ đây. Đây chia phần nhá. Đấy lạc đấy. Ăn đi. Vâng, đấy ông nhấm tí lạc không nào. Ông thích lạc lắm. Vâng, lạc mới hiệu là nhất rồi. Vâng, hai đấy nó phải đi với nhau. À 12 giờ xong, cố làm xong ăn cơm đây xong mới về thì lại tổng kết lần 2. Thôi mày test vừa thôi. Anh em đây tổng kết này. Đây. Có bao nhiêu cá khô tích trữ mấy để ăn trên này, hôm nay bỏ ra nướng cho nốt đây. Nướng cho nướng bụi à, đấy, ăn nó. Dự trữ 2 hôm. Dự trữ được mấy ngày đây? Công trình thế kỷ. Món kinh khủng. Với sự tư vấn góp ý của hàng trăm nghìn chuyên gia trên toàn thế giới, và cuối cùng thì công trình cũng đã hoàn thành. Hoàn thành được 90% rồi các bạn nhá. Thật ra là mình nói trêu vui một tí thôi, nhưng mà cũng rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm và đóng góp ý kiến cho cái công trình vừa rồi. Tuy nhiên là nó không thể nào mà hoàn thiện được 100% như mọi người góp ý, bởi vì đây là công trình bể nước đầu tiên mà mình làm. Nên là sẽ còn rất nhiều bất ngờ, hy vọng là các công trình sau nó sẽ tốt hơn. Thế là ở đây mấy tối nhưng mà chưa bắt được nó đúng không? Thử xem hôm nay thợ xây chỗ tài bẫy chuột xem là như thế nào. Em thành công được mấy lần rồi? Bắt được con nào kiểu này chưa? Nhưng mà nó cứ đến thì bắt được thôi. Chỉ như nó không đến thôi, còn con này ít xảy. À cái đơn giản là nó chạy nó mắc vào rồi thôi đúng không? Nó mắc là nó cái dây nó sẽ tự xít vào cổ nó đúng không? Xít vào phát là rơi xuống. Treo nùng nẳng luôn. Thế mẹ có lớn nọ ta. Là sao? Là không bắt được nó đâu đúng không? Không bắt được đâu. Em ở đây mãi em còn chẳng bắt được, nữa là anh ở đây cứ mấy ngày đúng không? Em anh còn bắt. Đâu không gặp phải chứ? Đây thôi em đây này. Ờ đấy, bảo vợ xuống đây hôm nay tổng kết ngồi uống rượu với các anh xem nào. Hôm nay cho vợ uống thoải mái nhá. Không à? Em to mà nó không ở đâu. À cho không ở vợ đưa đây thôi à? Ở đây. Bảo lên cơm cho các anh ấy biết mặt vợ xem nào. Đã có chưa? Có rồi, hôm qua dạy cách cho vợ ăn, dạy cách cho vợ kiêng. Thế à? Thế chúc mừng hai vợ chồng nhá. Bốn con khôn thì ăn cá. Ăn tôm, ăn cá, ăn cung. Trứng ngỗng à. Đấy, ăn chay. Đấy, còn trước khi đẻ xong thì kiêng những gì. Nhiệm lành, bốn đứa con gái. Đẻ xong là kiêng ăn rau ngót. Kiêng ăn lá lũ. Mà nếu mà chưa có kia con bú thì
lấy quả lưu đủ xanh ấy, không được bóc bỏ, đặt ra đi mua xương sườn lợn, nhưng mình ăn lợn xề là bụng vợ hay bị xấu. Bà đây ngồi em, bà trong này ngồi. Mua chân con chó cho vợ ăn. Cha chưa lấy ghế cho vợ nó ngồi đấy, kéo ghế cho nó ngồi mà ngại. Vừa đây trong tí ăn cơm xong rồi. Nếu mà sắp cơm thôi nhỉ? Sắp dần thôi. Ừ, nào lấy được rau thôi. Để vớt rau nào. Trên trạm. Chưa bao giờ anh em mình được ăn một cái mâm cơm mà nhiều rau như này ở trên bản. Anh em trên này có không... cá mắm nhá. À đấy, ừ chết rồi, không cháy rồi cũng lên quá. Cháy rồi. Lâu. Em thấy gửi thấy mùi rồi đấy. Em bới đi. Bới khoai. Ôi thôi hai người đẹp bỏ điện thoại xuống lên cơm đi, lấy cơm đi. Mọi bạn vào lên cơm đi, điện thoại để tí ngày khoai, sau. Khoai, toàn khoai. Bới khoai nào. Chưa đâu. Chín rồi. Lộn đem xong nướng lại lần nữa. Cho cút đến ẩm lên tí ăn xong là lấy ra. Chín rồi đây anh ạ, ăn kiểu này mới dai ngon này. Thôi để phần cho anh bỏ ra một nửa, còn một nửa để đây. Ăn làm hai mẻ cho nó máu. Ăn đủ các kiểu luôn. À, đặt lên một cái bát anh ơi. Đặt lên một cái bát thì nó sẽ không đổ nữa. Đặt cái đế này đúng rồi đấy. Tự nhiên lại thông minh đột xuất này. Có uống rượu không? Không có. Thôi chưa. Nằm máu à? Chưa, nằm máu sao? Có tôi thế nhá. Nằm máu ăn cân đây này. Thế cho xuống giường hết, đặt ngay chỗ này này. Nhá. Thằng người ta ấy mắt hôm khói khảo khổng nữa. Bỏ hai bát lên. Rót cho vợ tí, chắc kiểu gì vợ chả thèm rượu. Cha uống ít nhỉ. Làm tí đi cha. Làm tí đỡ thèm. Xong rồi anh về rồi. Hôm nay tổng kết làm tí thôi. Thôi rót cho vợ chư rồi, cha nó học sinh thôi. Học chứ à. Không bằng tiếng mời học sinh uống rượu đấy. Cho có vợ chư uống thôi. Không thôi. Xong thì ăn cơm em. Đang có baby, không ăn cơm đi. Thôi mấy anh em mình nhớ đi. Chúc sức khỏe đấy nhỉ. Ni hào, ni hào. Cảm ơn em công trình đã hoàn thành được 90% rồi. 10% ngày mai nữa thôi. Cái video này chưa phải là cái video tổng kết công trình bởi vì ngày mai chắc là sẽ còn một video anh em hoàn thiện nữa. Và đến phần bàn giao công trình trao lại cho bé cha Trư và các anh chị ở xung quanh đây để sử dụng nữa. Và hướng dẫn sử dụng nữa, mình còn chưa có hướng dẫn sử dụng. Và hướng dẫn để đảm bảo an toàn cái bể nước nữa. Đề phòng trẻ con nó chui vào nó nghịch rất là nguy hiểm. Còn cái công trình này thì các bạn cũng đã theo dõi từ đầu thì thấy nó cũng gặp rất là nhiều cái... Rất là nhiều cái mà phức tạp, nó gián đoạn hoặc là làm nó chưa đạt và lại phải chỉnh sửa lại nên là cái thời gian nó kéo dài hơn. Nhưng mà các anh em tham gia công trình thì cũng không có ngần ngại, rất là nhiệt tình chỉnh sửa ngay lập tức theo như tư vấn của mọi người. Đó, thôi khả năng cạch phát nữa đi. Em phát này em cảm ơn ba anh thợ phát với lại phụ vữa. Ok nhá, cảm ơn mọi người đã vượt qua hết những cái khó khăn để công trình nó được hoàn thiện. Mong sao hôm nay hưởng nắng không? Lên đây là đã thiếu thốn rồi, khổ rồi. Buồn nữa nhưng mà lại làm với nó lại không được suôn sẻ nữa. Từ hôm nay chỉ được mỗi hôm nay hôm qua. Không vừa. Bắt tay cái nào. Vòng kia đi. Anh ơi, anh Chính. À, ok, thịnh. Lanh. Mời mọi người dùng đi nhá. Dùng một chút xem nào. Có lẽ là mình cũng sẽ dừng cái video ở đây để cho mọi người ăn cơm uống rượu thôi. Hôm nay anh em ngồi đây chơi bắt đầu hàn huyên lại từ cái quá trình làm bé. Thế, mình thì đang cởi trần bởi vì hôm nay là tắm trên bản không quần áo nên thôi mình không quay ngược lại nữa. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái hành trình của anh em mình làm cái bể này cũng phải đến khoảng tầm 1 tuần. Và kéo dài độ khoảng cũng phải tầm 7 tập video rồi đấy. Thì còn cái phần sau này mình chắc là mình sẽ quay ngắn thôi, nhanh thôi. Để tổng kết cho nó trọn vẹn cái công trình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào nào mọi người, chào khán giả một cái nào. Chào nào, ngẩng mặt lên nào. Nhanh đâu. Ok là 1, 2, 3. Chào tất cả mọi người nhá. Đây rồi.
Ừ. Hôm nay vịt du ba than mổ là kiểu gì cũng còn rất nhiều lông. Nhưng thời điểm này ăn là ngon lắm rồi. Trần đang rồi. Trần tổm tổm mà nó hủ hủ với nó. Ở đây chồng xa nhá. Nhưng gần thôi. Anh cha cha đừng muốn đến chồng. Cưới đàn ngựa thì chỗ thực ra được đâu anh. Mà em còn định đi công ty nữa cơ mà. Đang xong công trình em đi làm chứng minh tại Yên Bái. Hôm qua hỏi rồi và dặn cha rồi. Thế ai rủ cha đi làm? Cả thím đúng không? Hả? Thế chiều trưa nay thím bảo vệ. Không bảo đi học mà. Thím nào rủ? Thím này thì chưa sang em. Người lục rau ấy, người cũng mang em. À, thím rủ đi à? Phải không? Không. Thế ai rủ đi đi làm? Tạt vào, không ra hai à? Nó của cô ấy, căm. Bạn à, bạn trai hay bạn gái? Gái. Bạn gái á? Cũng ở trên này à? Vâng. Nhưng mà người ta học hết cấp 2 chưa? Học hết cấp 2 chưa? Chưa. Thế hợp đồng công ty làm công ty thì làm cái công việc mình làm ấy, làm gì? Không biết. Phải biết em đi làm được chứ. Bây giờ khả năng của em làm đến đâu em đi làm công việc của em làm chứ, đúng không? Áo nọc anh. Thế bạn ấy đã đi làm bao giờ chưa? Đã ra ngoài đi làm bao giờ chưa? Đi làm 2 lần rồi xong lại về à? Anh em không chịu được cuối cùng vẫn phải đi dập bếp. Nếu món cá đã được chưa anh Xính? Đã chuẩn bài chưa? Bạn em giờ đang làm đấy à? Có mấy người? À thì báo sao phí có đó rồi đúng buồn đấy. Làm lâu chưa? Ăn thịt đi, ăn ít rau thôi, rau để phần các anh. Mấy tháng? 3 tháng. 3 tháng à? Nhưng mà nói gì nói thì là em thứ nhất là hiểu biết thì chắc chắn là không bằng người khác rồi. Vì em nhìn cái dàn bát ở bên dưới. Không à, nếu mà đi phải chắc chắn mới đi. Thứ nhất lương của mình nghe, mình làm ra ấy phải giá xứng đáng. Mà người mình ấy làm phải tin tưởng. Chỗ đấy là bảo là làm ở tỉnh nào? Đâu giờ anh kể làm công ty. Thứ nhất nha, mới đầu đi em phải có tiền. Có tiền điểm gì? Tiền ăn, tiền trọ. Mới đầu mà là còn đến tháng người ta mới tiền đấy, chắc nó giả tiền đâu. Đến tháng người ta mới giả lương. Sang tháng sau tầm 15 ấy. Nhưng mà bạn em mà em thử nghĩ em bạn của em ấy. Có phải là người tốt không? Có phải là thật lòng với em hay không ấy? Không mới đi. Còn nếu mà không thật lòng là tốt nhất là thôi, em đừng vội đi. Bây giờ em đủ 18 tuổi á, hướng đi. Bây giờ á, đi làm công ty đấy, chỉ công ty. Nói chung nó không thực tế đâu. Công ty chui chui thôi, nó mới nhận chứ còn không đủ. Của nó nhá, bằng cấp này. Mà đủ 18 tuổi này. Chưa đủ tuổi. Đấy. Kiểu cao này. Đấy. Chà hôm nay mới có 14 tuổi. 14 tuổi thôi mà em đi làm thì anh cảm thấy em 15 tuổi. Còn trẻ lắm. Cắp điện rồi, cô nghe anh ạ. 15 tuổi vẫn đang tính là trẻ em, chưa phải tuổi lao động đâu. Người ta chưa nhận để làm đâu. Cứ ở nhà đó. Làm thì làm mấy chỗ vớ vẩn đấy, làm ngoài thôi. Cha ở nhà thì vâng, cẩn thận lỡ ngỡ đấy, không biết nó lừa nó bán đi Trung Quốc thì đi sang Lào sao có nhiều đi nhiều mà. Anh đi hơn 15 rồi chứ xa nhà để làm ăn đấy. Ngay đầu bản này có cái biển cái gì chống nạn buôn bán người gì đấy. Đúng không? Có biển to đùng đúng không? Chắc là có như thế. Đấy là cũng có đấy mà. Đây cũng có nhiều người bố đi về á, xong là hỏi bố hỏi mẹ xong đi mà xem chắc chắn có chỗ đấy, còn đi làm chứng minh thì thật sự là em đi được ngày nào càng nhanh thì anh cũng ủng hộ em ngày đấy. Tóm lại là ở nhà làm vườn trồng rau xong rồi xem mà để kiếm gà kiếm lợn gì về để xây chuồng lợn để mình nuôi gà nuôi lợn đã. Xong tính tiếp nhá. Ờ. Em cứ trồng được trồng hoa trồng rau gì đó. Vườn hái đã. Sau nào thì anh nên thăm để có vườn rau ăn. Còn làm đâu tính sau, giờ chưa đủ tuổi để đi làm đâu. Giờ ở nhà mấy cái việc nhà còn đấy. Không muốn làm này. Giờ đi làm thì thuê cho người ta, người ta này, sạch sẽ ngăn nắp này. Em biết tự chủ động hay là tự bản thân mình tự làm này. Sạch sẽ nào kia, bắt búa tự rửa nào. Nồi như anh ấy, anh Đạt thấy không? Thấy cái nồi đó nấu cơm, nấu riếc và nhìn tưởng tượng ra ăn ngon không? Đơn giản thế thôi em ạ, à. Chỉ rửa sạch đi thế thôi. Từ khi anh làm dự anh cũng nói anh tuổi rồi, chưa trường hợp nào anh gặp trường hợp này. Ba người thợ đi mua mỗi một ngày 200.000 mà thức ăn vẫn không đủ để anh em mình ăn. Lấy ra sao về thương người anh như đấy thật. Thế chú bảo giờ trẻ con ngồi ở cửa mình không gọi ăn đúng rồi đúng không, thương nó chứ. Đấy thì nói đây tội nó ăn rồi kia là không gọi bạn ăn đúng rồi. Cũng không nó không có trẻ con lang thang đâu, nó không có gì thế. Ở đây nó không phải là lang thang.
Nhưng mà đây là nó gọi là đặc trưng thế, cứ thấy anh có chỗ nào có người, có vui, có gì là nó đến nó chơi. Anh còn giống người khác đâu. Thật, chú cũng đừng ngại anh. Nhưng mà chỗ cha thì tới thẳng này này. Là nếu mà có ý định đi đâu, làm cái gì mà thì phải điện hoặc nhắn tin ấy, báo cho anh biết, được chưa? Nếu mà nhắn tin để xem mà tình hình nó thế nào nhá. Chứ không có tự ý đâu. Không, nó lừa nó bán vèo phát đi Trung Quốc, nó cho vào mấy cái lò đi tiếp khách các thứ thì là xong đời đấy. Ừ, biết cái việc đấy không? Biết. Ừ, thế thì có cái gì là phải thông báo trước nhá. Định đi đâu thì phải báo trước. Để anh xác minh xem thế nào. Để xem người dân đi nào, bạn bè nào, địa điểm, chỗ làm như thế nào thì phải báo trước, nhớ chưa? Anh Tuệ, anh thương em, anh lo em thôi, chứ thực tế... Nếu mà nghĩ anh Tuệ là anh ấy quản lý mình hơn cả bố mình, cái đấy không phải đâu. Không, cái đấy không phải đâu. Ừ, không, mình phải nói em mới hiểu. Trứng giết cái nào đây? Tình hình là đồ nhậu hết rồi. Giờ còn chờ mỗi cái món cá trong bếp thôi. Không ngon mà, không cháy đâu. Em chưa đi nó bốc khói nên rồi, nên do để nó chưa chưa. Đấy, bình thường. Từ từ đã. Đúng gần hết chỗ này đã. Không, cái này gọi là bẩn đấy. Vì là tại cơn tổng kết nó anh em không dự tính từ trước, đâm ra xong lại gặp cơn mưa nữa, cuối cùng là anh em chả có gì để ăn. Hay là thống nhất này cả cha, cả cha đã xong xuống anh kia của anh đó. Được. Không, anh Tuệ biết nhà rồi. Được. Anh Tuệ đưa đến tận nhà luôn. Nhưng mà... Lên là qua nhà anh rồi. Nhà không anh bằng thì đi sau anh Tuệ. Thấy công an thì mình tránh. Thế thôi. Đấy, như mực luôn đúng không? Ok, nói chung là em cứ đi cách anh đâu khoảng 300m. Anh thấy công an phát anh quay đầu. Anh là anh chỉ chặn lại em. Không, nhờ về đi không. Đấy, hôm nay nướng cá phong cách bản nhá. Ra như kiểu thịt trâu xấy các bếp nhá. Thịt trâu xấy các bếp đúng không? Đây là cá lưỡng cho. Ui giời. Đấy rồi. Giòn tan như kiểu bì trâu nướng thật. Cái này phải làm 3 triệu nữa. Con này hơi cháy một tí, hơi đắng một tí nhưng mà... Bây giờ rượu kết hợp với những cái vị đắng đắng cái cay thì vẫn ngon. Con này đắng, con này hơi cháy thật. Như cùng một con à, cũng đắng như vậy hả? Đúng rồi. Miếng kia chắc ngon hơn. Ôi. Thôi tí chưa chia cho em một con nữa nhá. Cha thử tí không? Thử cho em. Nó thế nào? Thử đi. Cá mùi giò cứ bảo nó không ngon. Ồ, ngon non đi, chờ này. Thôi nha, mình chào mừng món mới phát nhỉ. Thế là thống nhất này nha, chưa nhá. Ăn chưa? Ôi đấy, hồi bát phát mình nhìn bát mình lại nhiều hơn. Hôm nào anh Tuệ rảnh hơn là do anh uống đấy nhá. Thì em quên, thì em là nét thôi. Em vứt. Thôi cảm ơn anh Xính có món mới nhá. Hấp dẫn đấy. Cái cha nữa, em nữa, vợ nữa. Thì đi cả đi cả sau nữa, xong lên anh chơi cả anh Tuệ nữa. Tuệ không cần phải đi đến 300m, cứ đi sau sau, nếu mà thấy thì em dừng. Cần gì cái điện em phát là xuống đón từng ý lô. Mà thật ra từ đây lên ra hội cũng là ít ít chốt lắm nhá. Đây này. Nhưng mà hôm nay ăn món cá khô nướng trên bản này công nhận là ngon đấy. Lần đầu tiên ăn đấy. Thì mình lần đầu tiên mình bảo... Bố anh Lanh ạ. Dạ. Bố anh kể rất nhiều, kể đi kể lại cái câu chuyện cái năm đi dân công hỏa tuyến ở Sapa. Xong là con cá chuồn chuồn nướng cũng kiểu nướng bếp nhưng mà trời mưa phùn xong là củi ướt cử khô ấy, nướng nó sống sống chín chín nhưng mà cái thời đó thì nó khó, nó khổ, ăn ngon lắm. Nhưng mà mình thì cũng hôm nay mình mới được ăn cái con cá khô mà nướng cá ở trên bản. Cá nó... khô rồi còn nướng. Ờ, cá khô rồi mà lại còn nướng nữa, không, mà ngon. Em là nướng sốt tới mai. Chan hết cả hai miếng cháy nữa không cháy rồi đúng không? Đúng. Thấy ngon không? Như có cả như tụi anh nó hay nướng kẹp. Chơi. Ừ. Đấy, nó cho nó kẹp nó nướng. Thôi thỉnh thoảng mà có cá khô là nướng nhá. Cho thì... Chà, đúng không? Đi đây này đúng không? Cho anh xin miếng cháy. Độ 30 phút mới được ăn. Đi anh đi xem cháy ấy. Cơm mà cháy ấy, xem có. Trước cháy anh nướng đâu có mấy ông người đấy, cháy bên Sùng Lô đi làm cùng anh. Nó nướng thế, anh bảo là cả một thân hít ấy, bảo nào anh em mình hàn nướng này ngon lắm. Mình bảo sao nó bám bám do đầy đấy, bảo ngon được. Ngon lúc đấy. Mình bảo bẩn. Anh em mình là kiểu đồng khởi cái kiểu cách riêng.